Chào các bạn. CFD Engineer là một nhóm gồm nhiều tiến sĩ hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Nhóm được thành lập nên với mục đích là kết nối nguồn tri thức vô tận đến cộng đồng, Boundless Connection. Những dự án của nhóm hiện tại gồm có hỗ trợ du học sinh. Thì thật ra chúng tôi cũng từng du học và cũng dạy học ở nước ngoài rất nhiều năm. Chúng tôi biết được những rào cản về ngôn ngữ đối với du học sinh, đặc biệt là ở bậc đại học khi các bạn mới qua học. Do đó nhóm sẽ hỗ trợ tiếp cận tốt hơn những môn toán, kỹ thuật cho du học sinh. Thứ hai là về việc Job Search, cái dự án Job Search hỗ trợ tìm việc. Trang tạo nên sự kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Trang web cũng có những hỗ trợ cho sinh viên kiếm việc làm thêm hoặc internship đúng chuyên ngành mình đang học để chuẩn bị những kỹ năng cho tương lai. Và cuối cùng quan trọng nhất là dự án mà nhóm phát triển rất tâm huyết, đó là học liệu mở cho mô phỏng và lập trình tính toán. Thì các bạn có thể vô đây các bạn học miễn phí tất cả những video. Chúng tôi post rất nhiều video, rất nhiều bài giảng và hoàn toàn miễn phí về tất cả các lĩnh vực liên quan tới mô phỏng tính toán như là Computational Fluid Dynamics hoặc là Structural Analysis, lập trình và thiết kế, trong đó có cả SolidWorks và CATIA. Ví dụ các bạn, nếu các bạn muốn học Computational Fluid Dynamics thì các bạn chọn một khóa học bất kỳ. Ở đây tôi chọn khóa Analytics Fluent và bấm bắt đầu học. Tất cả đều miễn phí. Ở đây tất cả những video, những bài giảng chúng tôi post lên, rất nhiều bài giảng và tất cả đều miễn phí. Hy vọng là nhóm sẽ mang tới nhiều ích lợi đến cho cộng đồng ha. Chúc các bạn học tốt. Đây là bài giảng thuộc học liệu mở edu.cfd-engineer.com. Nội dung của bài giảng này được tham khảo từ giáo trình đề tích số 1 của thầy Trịnh Anh Ngọc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Phần tiếp theo mình xin trình bày các bạn công thức nội suy hạt mít. Với ray chạy từ 1 đến n, ta có các nút nội suy xj. Tại các nút nội suy này chúng ta biết được giá trị hàm f tại điểm x tại điểm xj và giá trị đạo hàm của hàm f tại điểm xj. Với dữ kiện đề bài như vậy thì chúng ta có thể xây dựng được công thức nội suy hạt mít. Thì lưu ý với các bạn là công thức nội suy hạt mít khác với công thức nội suy la răng ở chỗ là công thức nội suy hạt mít thì đòi hỏi chúng ta biết được giá trị đạo hàm tại các nút nội suy. Thì các bạn lưu ý là chúng ta có n giá trị fj, bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có n giá trị của f'j. Do đó với hai n giá trị độc lập như thế này, ta có thể xây dựng được đa thức nội suy bậc 2n-1. Thì đa thức nội suy hạt mít có dạng như công thức số 9 này, Px sẽ bằng tổng k chạy từ 1 đến n của fk phi kx cộng tổng k chạy từ 1 đến n của f phải k phi sai kx. Thì trong đó phi kx thì sẽ bằng 1 trừ 2 đạo hàm của hàm lk. Mình nói như nằm một xíu l trừ 2 nhân l phải k x k nhân với x trừ x k nhân với l k x bình phương, và b sai k là sẽ mà bằng x trừ x k nhân l k x bình phương. Thì trong đó l k x này chính là công thức nội suy la răng, và l phải k x k này chính là đạo hàm của l k tại điểm x k. Thì phi k và phi sai k có tính chất như sau: phi k xj giá trị của hàm phi k tại điểm xj bằng 0 nếu như mà j bằng khác k, bằng 1 nếu như mà j bằng k, đạo hàm của hàm phi k tại điểm xj bằng 0 với mọi j, đạo hàm của hàm phi sai k tại điểm xj sẽ bằng 0 nếu như mà j khác k và bằng 1 nếu như mà j bằng k. Thì phi sai k tại điểm xj thì sẽ bằng 0 với mọi j. Thì tương tự như công thức nội suy la răng, thì công thức nội suy hạt mít sẽ có sai số như sau: fx trừ bx bằng 1 phần 2n giai thừa đạo hàm f cấp 2n của tại điểm cx hoặc v kép nx bình phương. Thì trong đó v kép nx thì sẽ bằng tích j chạy từ 1 đến n của x trừ xj, và cx của chúng ta sẽ lớn hẳn hơn
min của X1, X n và X và CX đồng thời nhỏ hẳn hơn giá trị lớn nhất của X1, X n và X.